mọi người nha. Rồi mọi người vào lại nha, như đã hứa 15 phút sau vào lại. Xin chào mọi người vào lại nha, như đã hứa bây giờ mình vào lại nha. Xin chào các bạn. Và các bạn ơi, siêu sốc đã trở lại với các bạn rồi đây. Và các bạn vẫn xe ba rất bất kỳ. Sau đó mình hãy trả lời cho câu hỏi là mình sẽ sang combo không đồng mọi người nha. Mình sẽ sang combo không đồng nha. Và xe ba rất bất kỳ. Sau đó comment đã xe một xíu nữa mình sẽ, cuối giờ mình sẽ random một bàn để mình sang một bàn. Một xíu nữa mình sẽ đọc mã để sang combo không đồng mọi người nha. Rồi các chị và các bạn cùng nhau vào lại. Ủa? Cái quần á, không phải cái máy. Cái quần đùi không á. Hello các chị và các bạn nha. Mọi người ơi, ai đã thấy em rồi, mình cùng nhau tương tác với shop đi mọi người ơi. Dạ em chào chị Kim Dung ạ. Em chào mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, cùng nhau vào lại xe ba rất bất kỳ. Comment đã xe và một xíu nữa em sẽ đọc mã để mình cùng chơi mini game nha. Mình sẽ sang một set siêu xinh như em đang mặc, hoặc như Thủy đang mặc nha mọi người ơi. Rồi chào Vũ Ngọc Thảo ạ. Vũ Ngọc Thảo đã xe em thấy rồi ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào chưa xe thì nhanh tay xe liền ba rút. Rồi sau đó mình comment đã xe để cùng nhau săn một cái combo không đồng ở nhà. Mọi người nha, săn một cái combo không đồng nha. Rồi xin chào mọi người vào lại giúp em ạ. Chào Hà My, chào Ngân Kim đã xe. Rồi các bạn, các chị nào đã xe comment đã xe giúp em ạ. Rồi các bạn và các chị ơi, hôm nay mình sẽ săn combo không đồng bằng cách xe ba rất bất kỳ. Comment đã xe, sau đó em sẽ đọc mã để mọi người cùng săn nha. Thủy ra đi Thủy. Sau đó em sẽ đọc mã để mọi người cùng săn nha. Rồi chị thấy em nha, hỏi em ca Kim Dung đã xe, Ngân Honey đã xăm hơn đã xe, Rồi Hân Thiện Bảo Trâm cũng đã xe. Các bạn nào đã xe comment đã xe giúp em ạ. Comment đã xe giúp em nếu các chị nào, các bạn nào đã xe ạ. Livestream vừa rồi chưa mua được, mong livestream này em sẽ mua được. Ok Hà My nha, em nhớ theo dõi nha. Theo dõi thì chị nghĩ là em sẽ mua được, vì livestream này rất là nhiều set đồ cực kỳ xinh sẽ lên cho chúng ta nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay xe livestream bất kỳ trên ba rút. Và sau đó mình comment cho em đã xe. Và mình một xíu nữa em sẽ đặt một mã, một cái mã gồm chữ và số. Và chị nào comment nhanh và chính xác nhất thì chị đó sẽ là chủ sở hữu của một set đồ siêu xinh như bên như em hay là Thủy mặc mọi người nha. Chị thấy Hà Vy nha. Rồi chào các bạn mới vào. Các bạn ơi, các bạn nào đã share rồi comment cho em biết nha mọi người ơi. Các bạn, các chị nào đã share rồi comment cho em biết nè mọi người ơi. Rồi chị thấy mọi người nha. Em thấy mọi người nha mọi người ơi. Rồi Võ Ngọc Thảo cũng đã share. Các chị và các bạn ơi, comment đã share nếu các chị và các bạn đã share. Rồi Nguyễn Tiến Nhi đã xe, Thu Hằng đã xe, Minh Dương đã xe, Thủy Vân đã xe. Rồi các chị và các bạn nhanh lên xe liền đi các chị và các bạn ơi. Rồi Trần Tiến cũng đã xe, Kim Dung cũng đã xe, Chi Chu cũng đã xe, Thiên Mai cũng đã xe. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay mình xe liền các chị và các bạn nha. Rồi mọi người ơi, xin chào như đã hứa 15 phút là sắp vào lại đó mọi người ơi. Như đã hứa là 15 phút là sắp vào lại với mọi người đây. Để sau thêm một like này sẽ ngắn thôi. Bạn nào, chị nào chưa săn được bộ nào thì tranh thủ vào săn nha. Và săn combo không đồng sẽ là chương trình bắt đầu, mini game bắt đầu của livestream hôm nay. Chúng ta chỉ cần hai bước đơn giản. Bước thứ nhất chúng ta chia sẻ vào 3 group nha. 3 group vào một lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta comment đã xe. Vậy là chúng ta đã có cơ hội sở hữu combo với giá không đồng mọi người nha. Mọi người nha, combo với giá không đồng ngay sẽ được show, sẽ được tặng cho bạn nào comment nhanh nhất cái mã của shop. Một tí nữa shop sẽ đọc nha. Và kết thúc mini game này, chúng ta cùng nhau đến với chương trình săn combo cực kỳ hot với giá 99.000 một bộ nha. Và hai bộ, mọi người chọn được hai bộ bất kỳ sẽ được mua với giá 99.000 một bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi, giá sẽ là 129.000 nha. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau săn combo không đồng đi đã. Sau đó chúng ta cùng đến với chương trình săn combo 99.000 nha. Rất là hot trong hôm nay nha. Và chị nào, bạn nào mà chưa săn được bộ nào trong livestream lúc nãy thì chúng ta tranh thủ săn combo trong livestream này mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, săn xe chia sẻ trên ba rất bất kỳ. Sau đó mình comment đã xe và mình sẽ có cơ hội săn combo không đồng mọi người.
nha. Khi em đọc một cái mã gồm chữ và số thì các chị nào đã share rồi mình sẽ cùng nhau comment. Comment chị nào nhanh và chính xác nhất thì chị đó sẽ là chủ sở hữu của một set siêu xinh như em hoặc Thủy Mặc mọi người nha. Và một set là cái gì? Bao gồm một chiếc áo và một cái chân váy luôn mọi người ơi. Và mọi người nhanh tay vào để cùng nhau săn share và cùng nhau chia sẻ rồi cùng nhau săn quà mọi người nha. Rồi, Như Huỳnh đã xe Hồng Gẩm, đã xe Võ Ngọc Thảo, đã xe Cẩm Vân, đã xe Như Huỳnh, đã xe rồi các chị ơi, Quỳnh Tôn, Quyền Tôn đã xe. Hello mọi người mới vào nha. Nhanh tay vào đi các chị ơi. Hôm nhanh nay vào. Những set đồ cực kỳ xinh sẽ dành cho các chị nào. Nhanh tay comment, comment đúng mã và chính xác nhất nha các chị nha. Chính xác nhất và nhanh nhất nha. Rồi, Trần Nhĩ cũng đã xe. Các bạn nào đã xe comment cho mình biết nè các bạn ơi. Thu Thủy Ngô cũng đã xe. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay kéo liền cho em lên 100 view rồi mình cùng nhau chơi mini game nào các chị và các bạn nha. Chân vải lưng thun hay không à? Mọi người ơi, chân vải này co giãn nha mọi người, lưng thun à. Lưng có thun mọi người nha, chất liệu thun nha, co giãn. Rất là ok luôn, rất là thoải mái luôn. Dưới 55kg vô tư đặt nha mọi người, những combo của shop và dưới 55kg vô tư đặt nha. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau săn combo không đồng đã nha. Sau khi chúng ta săn combo không đồng, chúng ta sẽ đến với chương trình săn combo 99.000 cực kỳ hot. Nhớ đặt hai bộ bất kỳ trong livestream sẽ được giá 99.000 mỗi bộ nha. Hai bộ bất kỳ trong livestream sẽ được giá 99.000 mỗi bộ. Và hôm nay chỉ bán cho chị nào nhanh tay thôi, tại vì số lượng các bộ còn rất là ít. Tại hôm nay toàn là hàng hot không thôi nên số lượng các bộ còn rất là ít. Chị nào nhanh tay mới được săn nha. Nên là cố gắng mình đặt thật là nhanh nha các chị và các bạn nha. Bây giờ nhanh tay vì chúng ta hãy kéo lên 200 view, shop sẽ bắt đầu đọc một cái mã nha mọi người nha. Hãy chia sẻ livestream và ba group vào một lần trên trang cá nhân. Sau đó chúng ta hãy cùng nhau comment một cái mã mà shop sẽ đọc. Ai comment nhanh nhất sẽ được nhận combo không đồng của shop nha. Một cái mã không đồng sẽ được đọc trong ít giây nữa. Các chị và các bạn ơi chia sẻ nha. Nếu mình không chia sẻ thì shop sẽ không có tặng quà, shop hủy lượt của mình là rất là tiếc nha. Rồi Linh Nguyễn tham gia, Võ Ngọc Thảo sẽ tham gia, Ngọc Nguyễn sẽ tham gia, Hạ Vy sẽ tham gia, Tổ Yên sẽ tham gia, Nguyễn Thảo sẽ tham gia, Cẩm Vân sẽ tham gia, chị Linh Nguyễn sẽ tham gia, Kim Dung sẽ tham gia, Trần Nhi sẽ tham gia, Như Như sẽ tham gia, Hồng Gẫm sẽ tham gia, Thiên Mai sẽ tham gia nè, Lê Hân sẽ tham gia, Thu Thủy Ngô sẽ tham gia, chị Trần Nhi sẽ tham gia, Đào Phụng sẽ tham gia, Như Như sẽ tham gia, Quyền Tôn sẽ tham gia. Ai tham gia nữa nhanh tay chia sẻ mọi người. Ai tham gia nữa nhanh tay chia sẻ nha. Chia sẻ sau đó chúng ta comment là đã xe nha. Vậy là chúng ta đã có cơ hội săn combo không đồng trong ngày hôm nay mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay xe liền ba rút nếu các chị và các bạn chưa xe nha. Nhanh tay xe liền ba rút nếu các chị và các bạn chưa xe. Các chị và các bạn ơi, nhanh tay mình nắm bắt cơ hội liền các chị nha. Và một cái set siêu xinh như em đang mặc hoặc như Thủy đang mặc sẽ dành cho các chị và các bạn nha. Chị thấy em nha Như Huỳnh ơi. Rồi mình chuẩn bị chơi mini game rồi các chị và các bạn. Mình đã xe chưa ạ? Mình đã xe rồi thì mình mới có thể chơi mini game được mọi người nha. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đặt một cái mã luôn nha. Hôm nay chúng ta có hai mini game, là mini game thứ nhất đó là chương trình săn combo không đồng nha. Bây giờ 10 giây đếm ngược để săn combo không đồng nha. Sau đó chúng ta sẽ có một mini game ngắn gọn nữa trong 1 phút thôi. Mini game ngắn gọn nữa trong 1 phút để săn combo tiếp theo. Nói chung là hôm nay rất là lời vì là livestream cuối cùng của ngày rồi. Rồi mọi người ơi, bây giờ mình đọc mã nha. Đọc mã nha mọi người nha. Rồi thôi ơi, 10 giây cuối cùng để đọc mã. 10 giây cuối cùng để mình đọc mã các chị nha. Có set ống rộng không? Mình không có set ống rộng nha Thanh Nguyễn ơi. Rồi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và hết giờ các chị và các bạn nha. Thấy em không em? Thấy chị không em? Chị thấy em thấy chị Hồ Lê ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, mình bây giờ mình sẽ đọc mã nha. Mã mini game của ngày hôm nay sẽ là CVS 1979. Và các chị nào, các bạn nào đã nghe rõ rồi comment cho em nha. Comment nhanh và chính xác nhất sẽ là chủ sở hữu của một set không đồng siêu xinh của bên mình nha. Rồi để xem ai sẽ là chủ nhân của combo đầu tiên. Comment vẫn đang chạy nha. Rồi đọc tên đi em. Rồi mình xin chúc mừng bạn Như Huỳnh với mã VCS 1979, bạn đã là người nhanh và chính xác nhất. Xin chúc mừng bạn Như Huỳnh. Inbox địa chỉ và số điện thoại cho mình nha. Đúng chị rồi. Nhận quà Như Huỳnh ơi. Mọi người đừng lo, chúng ta còn một mini game nữa, đó là mini game trả lời cho câu hỏi nhanh nhất nha. Và mini game chỉ diễn ra trong 2 phút thôi nha. Tranh thủ tranh thủ trả lời câu hỏi này nha.
Và trả lời câu hỏi hôm nay sẽ là nước nào không có tên trên bản đồ đó, rất là dễ nha, nhanh tay gặp trả lời nha. Mọi người ơi, mini game đầu tiên đó là bạn Như Huỳnh đã thắng cuộc rồi. Bây giờ chúng ta đến với mini game tiếp theo, đó là nước nào không có trên bản đồ nha. Trả lời cho câu hỏi này, ai chia sẻ ba rấp rồi nhanh tay trả lời cho câu hỏi này, nhanh tay mọi người ơi. Nước nào không có trên bản đồ nhanh tay mọi người ơi. Chúng ta còn một mini game nữa nha. Hôm nay chúng ta có tới 2 mini game nữa nha. Đó, mini game đầu tiên bạn Như Huỳnh đã thắng cuộc rồi. Bây giờ mini game thứ hai, nước nào không có trên bản đồ nhanh tay comment nha. Và shop chị mini game này chỉ diễn ra trong vòng 2 phút nha. Nhanh tay, nước nào không có trên bản đồ nhanh tay mọi người ơi. Nước áo chưa phải, nước lọc chưa phải. Nhanh tay chia sẻ ba rấp sau đó comment đáp án của mình nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn đã chia sẻ ba rấp rồi thì không cần chia sẻ lại, còn nếu chưa chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ ba rấp còn được nha. Nước nào không có trên bản đồ sẽ là câu hỏi cho mini game hôm nay, và các chị và các bạn cùng đây giúp em câu trả lời nếu các chị và các bạn đã share nha. Chị bạn nào chị nào đã share rồi mình mới comment câu trả lời, còn không em sẽ không có công nhận câu trả lời của mình nếu câu trả lời chính xác nha các chị và các bạn. Nước uống chưa phải nè, nước uống chưa phải mọi người ơi, nước nha chưa phải nha. Nước nào không có trên bản đồ rất là dễ nha. Nhanh tay mọi người ơi, và mini game này diễn ra rất là nhanh nha. Hôm nay là vì livestream cuối cùng nên sắp sẽ ưu đãi cho mọi người luôn, tặng thêm một combo nữa cho chị nào bạn nào nhanh tay trả lời đúng cái này nha. Nhớ là chia sẻ ba rất sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Ok, nước lọc chưa phải nè, chi vô nước đá chưa phải. Nước lọc chưa phải, nước áo chưa phải, nước uống chưa phải mọi người ơi. Cố lên, nước trà chưa phải, nước ngọt chưa phải, nước lã chưa phải, cố lên mọi người ơi. Nước mưa chưa phải, nước suối chưa phải. Nhanh tay trả lời, nhớ chia sẻ ba rấp sau đó chúng ta comment nha. Kéo lên 200 view giúp shop nào mọi người ơi. 200 view shop bắt đầu lật đáp án nha. Kéo lên 200 view nào mọi người ơi. Kéo lên 200 view giúp shop nào mọi người ơi. Rồi các chị và các bạn nghĩ nước nào không có trên bản đồ ạ? Comment cho em, comment cho em nếu các anh chị và các bạn nghĩ câu trả lời đó là chính xác ạ. Và mình sẽ share ba rấp rồi mình hãy comment các chị và các bạn nha. Và em sẽ tiếp tục đọc đáp án của mình nha. Nước lũ, nước cờ, cơ rô, bít tết hả? Nước cờ, ok, chưa phải mọi người ơi. Nước sinh chưa phải mọi người ơi, nước bài viết chưa phải. Mọi người ơi, bây giờ nhanh tay nha, bị sắp gợi ý đây. Từ nay chỉ có một từ thôi nha, nước là một từ rồi. Một từ nữa đây, nước gì mọi người ơi, nhanh lên, sắp đúng rồi. Và sắp sẽ lật đáp án trong 30 giây nữa nha, sắp sẽ lật đáp án trong 30 giây nữa. Nước gì, nước bài chứ phải, nước lũ chưa phải, nước Triều Tiên chưa phải, nước Triều Tiên vẫn có trên bản đồ mà mọi người ơi. Rồi nhanh tay comment nước gì không có trên bản đồ, nhanh tay nha, nước cờ chứ phải, nước mắt chưa phải, nước uống chưa phải. Cố lên mọi người ơi, cố lên, 200 view nào sắp bật lật đáp án nha. 200 view kéo chia sẻ cho shop nào chia sẻ ba rúp sau đó comment đáp án của mình nha. Có tin ship không? Tin ship là sao chú Tâm An ơi? Mua hàng là đương nhiên phải tốn ship rồi đúng không? Ship là rất là rẻ, ship chỉ có 30 hoặc 35 ngàn nha. Rồi nhanh tay, nước gì, nước khoáng chưa phải, nước mắt chưa phải, nước bắc chưa phải nha. Nước Hoàng Sa Trường Sa chưa phải, nước nguội chưa phải nha. Rồi 200 view chưa? Chúng ta chuẩn bị lật đáp án nha, lật đáp án. Nước này chỉ có một từ thôi nha. Nước này chỉ có một từ duy nhất thôi các chị và các bạn nha. Nhanh tay comment giúp em nha. Nước này chỉ có một từ duy nhất thôi mọi người nha. Nước này mình chỉ có một từ duy nhất, và các chị và các bạn nghĩ là nước gì thì mình comment nha. Mình comment cho em biết à. Rồi nước thơm, nước ngọt chưa đúng mọi người ơi. Nước ngọt chưa đúng nha, nước bọt chưa đúng mọi người ơi. Nước mưa chưa đúng nha. Rồi nước giải vẫn chưa đúng mọi người ơi. 200 viên mình sẽ bắt đầu gửi nha. Lọc luôn. Mình sẽ gửi, lọc mọi người nha. Lọc đáp án. Lọc đáp án nha. Rồi nước giếng, nước bài, nước lã mọi người chưa đúng mọi người nha. Rồi nước mưa vẫn chưa đúng các bạn và các chị nha. Rồi gợi ý nha mọi người nha, gợi ý luôn nha. Đây là một loại nước, nó giống như là nước gì? Nó giống như nước, nó giống như là gì ta? Nước gì? Đang gợi ý cái sao cho hợp lý nhất nè. Rồi mọi người, đây là một nước, là nước chất lỏng á, đúng rồi, nước chất lỏng á nha mọi người nha. Đó, cứ theo cái hướng đó là đúng nha. Rồi hãy theo cái hướng là nước giếng, rồi ta đi theo cái hướng đó mọi người ơi. Nước gì đây mọi người, rất là dễ nha. Nước đá chứ phải, đó là nước, là chất lỏng là đúng rồi đó. Đi theo cái hướng đó đi, nước uống, nước gì, nước chanh, nước gì. Rồi nhanh tay comment đi. Rồi bây giờ sắp gợi ý luôn này, lật từ đầu tiên đây mọi người ơi. Lật từ đầu tiên nè, và sau đó mini game này chúng ta đến với chương trình săn combo 99.000 siêu hot hôm nay nha. 99.000 sẽ được bán nha khi chọn đủ hai bộ bất kỳ nha. Và đây là đáp án của shop đây mọi người, sắp lật luôn nha. Đây nước gì đây, nước gì đây, rất là dễ nha, quá dễ luôn. Rồi gợi ý như vậy mà không ra nữa thôi á, không ra nước các bạn. Đây là nước gì đây các bạn ơi, nước S là nước gì đây mọi người ơi, nước S là nước gì đây các chị và các bạn ơi. Đây nước S, các bạn hãy đoán cho mình nha, nước gì đây, nước gì mà có chữ S đằng sau mọi người, rất là dễ, rất là quen thuộc với mình. Rồi mình xin chúc mừng bạn Linh Nguyễn với câu trả lời là nước suối ạ.
Chúc mừng bạn nha, với câu trả lời là nước suối thì bạn Linh Nguyễn là người chính xác minigame thứ hai của bên mình. Và rồi bạn inbox địa chỉ và số điện thoại, mình không tranh cãi về kết quả minigame nha. Rồi inbox nhận quà mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đến với chương trình săn combo hôm nay nha. 99.000 một combo khi chọn hai bộ bất kỳ từ đây đến cuối live nha. Hai bộ bất kỳ nha. 99.000 một bộ nha. Bộ đầu tiên là bộ của Hân gồm một chiếc áo sơ mi form rộng suông như thế này, quá xuất sắc nha. Mình phối hợp với một chiếc chân váy nè. Mọi người, cái chân váy này nó có xếp ly nữa, đẹp lắm, vải kaki nha, kaki dày nha. Vải này có hàng nút luôn, hàng này hàng xịn mọi người nha. Cái tag không là đã 250 rồi mọi người nha. Cái tag này là đề giá 250 rồi nha. Đó, cái một chiếc chân váy xếp ly mà vải kaki nha. Mọi người có thấy cái rõ cái đường xếp ly không? Áo sơ mi form rộng nha, dưới 55kg vô tư đặt bộ này nha. Dưới 55kg vô tư đặt bộ này nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop mã là A33 kèm số điện thoại nha mọi người ơi. Mã A33 kèm số điện thoại nha. Như Huỳnh ơi, một bộ chị mặc hoặc một bộ thủy mặc random bất kỳ em nha. Rồi ok các bạn nha. A33 kèm số điện thoại nha. A33 kèm số điện thoại và địa chỉ nếu các bạn chốt. Và nhớ là chốt hai bộ bất kỳ để em được giá 99.000 mỗi bộ. Còn một bộ duy nhất sẽ được giá 129.000 đó chị nha. Em lại chân váy đó nữa là tròn một bộ, ok Lê Hân nha. Rồi chúc cho Lê Hân rồi nha. Rồi chúc cho Mai Hứa A33, Mai Hứa comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Ngọc Huyền A33 comment địa chỉ giúp shop nha. 99.000 một bộ khi chọn hai bộ bất kỳ từ đây đến cuối live hoặc là trong livestream trước với livestream này nha. 99.000 một bộ. Nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Rồi chúc cho Teresa A33, ok Teresa nha. Comment địa chỉ giúp shop luôn nha Teresa nha, quay đằng sau ok. Chúc cho chị Thúy Dương Nguyễn A33 99.000 một bộ khi mua hai bộ bất kỳ nha. Nếu mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. 129.000 một bộ, mua hai bộ trở lên là 99.000 một bộ mọi người nha. Rồi quá rẻ, quá xuất sắc luôn, bộ này đẹp lắm. A33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Tâm Tươi Tắn, chị Tâm Tươi Tắn comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Tâm Tươi Tắn comment giúp shop số điện thoại địa chỉ chị nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop. Mạn lắc quá hả các chị ơi, bị lắc hả các chị ơi, mạn có bị lắc không? Ờ có rồi. Áo bộ em áo đấy em vừa không. Lê Hân ơi, mình vừa nha, áo này cũng vừa nha. Thấy em không, thấy Lily nha. Rồi A33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo của Hân đang mang nha. 99.000 là giá của bộ Hân đang mang. Chị nào nãy là chưa chọn được bộ thứ hai thì tranh thủ chọn thêm một bộ nữa nha. Hai bộ bất kỳ trong livestream sẽ giá là 99.000 một bộ nha. Và hôm nay sẽ hàng sẽ lên rất là nhanh nha. Không lắc chị ơi, ok như Huỳnh nha. Nói chung mạng có bị lắc thì mọi người báo giúp shop nha. Rồi A33 giúp shop mọi người nha. A33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Chốt bộ của em đang mặc thì comment A33, comment A33 số điện thoại và địa chỉ ạ. Và các chị và các bạn nhớ là chốt hai bộ bất kỳ để mình nhanh tay, chốt hai bộ bất kỳ để mình được giá 99.000 mỗi bộ nha mọi người ơi. Và nếu như chỉ một bộ duy nhất thì một được giá 129.000. Đúng rồi, đồ kê xả áo ra cho các bạn xem dễ luôn nha. Rồi cái này là trên váy xếp ly kaki nha, vải siêu đẹp nha. Cái này trên tag là 250 mọi người nha. Tag của cái váy này là 250 rồi nha. Rồi bộ này bán giá 99.000 khi chọn từ hai bộ trở lên nha. Nếu chị lấy một bộ giá sẽ là 129.000 nha. Nhanh tay comment A33. Nhanh tay comment A33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Mọi người mini game đã qua rồi nha, mình đừng có nước giếng nước lèo nữa nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop A33 nha. Nhanh tay comment giúp shop A33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Rồi chúc cho Hương Nguyễn A33, ok Hương Nguyễn comment địa chỉ luôn giúp shop nha. A33 chỉ còn 10 giây cuối cùng để sale mã A33 với giá 99.000 nha. Nhanh tay đặt A33 nha các chị và các bạn nha. Comment A33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để mình chốt hàng mọi người nha. Bao số kỷ dưới 55 kỷ, dưới 55 kỷ mọi người ơi. Dưới 55 kỷ là mình bao vừa tất cả các sản phẩm ở shop. Còn nếu như số kỷ nào đặc biệt thì em sẽ báo sau mọi người nha. Rồi, ai dùng mini game này chị có công bố rồi. Đó là Dư Huỳnh và một bạn nữa, đó là chị Quen Tây rồi. Chị có công bố rồi nha mọi người ơi. Có gì các bạn kiểm tra trong kéo lại livestream để em biết nha. Vậy bỏ cái áo trắng này em lựa lấy cái set này luôn cho chị nha chị. Ok, okay Lê Hân. Vậy chị chốt cho Lê Hân nguyên một set này luôn nha. Không biết chuẩn mini game không tại em comment đâu. Không phải em đâu Như các ơi. Các bạn ơi, đường truyền mạng, nguồn thuộc vào đường truyền mạng nha. Mình không nói về mini game nữa nha. Rồi Phương Ly ơi, cho mình địa chỉ à. Phương Ly cho mình địa chỉ à. Em có bán quần giả váy mình có. À chị có, em có nha chị ơi. Em bên em có bán quần giả váy một xíu nữa em sẽ lên cho chị ạ. Rồi Tâm Tươi Tắn cho mình địa chỉ luôn ạ. Tâm Tươi Tắn cho mình địa chỉ ship bao nhiêu vậy? Từ 30 tới 35 ở các tỉnh nha. Rồi nếu các bạn mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có từ 20 tới 25 thôi các chị và các bạn nha. Em có
Rồi ok, tiếp tục nha mọi người nha. Rồi nhiều người vào comment bậy bạ quá, để chặn bớt. Rồi A33 là mã của bộ hông đang mang nha. Nhấn tay comment A33 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Có cho kiểm hàng không? Chị Kiệt Cúc, ủa Kiệt Cúc là khách quen bên shop mà sao mình hỏi vậy ta? Mai Tạ Công A33, ok Mai Tạ Công nha. Rồi chúc cho Minh Hứa A33 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Ok chị Tư Tâm Tư Tắn nè. Rồi bây giờ mình chuyển qua A34 nữa nha. A34 sẽ được lên luôn nha mọi người nha. Rồi sẽ hàng sẽ lên liên tục, tại vì đây là live stream cuối cùng của ngày này hôm nay rồi. Tranh thủ đặt hàng nha các chị nha. Bé chơi hàng này luôn đi em. Mỗi thứ rồi mặc nhanh ra rồi. Rồi bây giờ A34 nha mọi người nha, sắp chỉ bán 2 bộ này là còn số lượng thôi, còn những bộ sau là nó chỉ còn 1 đến 2 bộ nên là mọi người tranh thủ đặt nha. Đây là A34 nha, nhanh tay comment A34 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu 99.000 nha mọi người nha. Combo 99.000 nha, quá xuất sắc luôn, bộ này siêu đẹp. Rồi A34 là mã của bộ này nha, nhanh tay comment A34 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. A34 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và mấy cái mã hàng như thế này nó quá xuất sắc. Một cái áo như thế này, áo ren chạy vai như thế này, mình phối hợp trên 7 đuôi cá màu xanh đen mọi người nha, đỏ bay phía sau nè. Bỏ cái áo ra cho mọi người xem luôn, ok nha. Em lấy có tính là một combo không ạ? À? Em lấy váy này với áo khác. Như ơi, phải là chọn đúng một combo nha, chứ mình không có mix ra qua mix lại nha. Mình chọn đủ một combo nha. 60kg vừa không? 60kg là không có vừa rồi. Tóc Mai Phương ơi, dạ chị tóc Mai Phương 60kg, mình chọn bộ khác giúp sắp nha. Đây bỏ áo ra như vậy nha mọi người nha. Áo ren này dễ thương lắm. Nói chung là áo ren này bán là không bao giờ hết hot luôn. Bán là từ ngày này qua ngày kia đều hot luôn. Cái áo này nó quá xuất sắc. Rồi nhanh tay comment giúp sắp A34 nha. Thế mặc cái áo trong luôn đi, chồng vô mấy bộ này cho nó dễ. Em A34 nha mọi người nha. Trước bộ này mọi người comment cho em là comment nha. Chúc cho Kiều Mai Lý A34 có địa chỉ chưa? Kiều Mai Lý có địa chỉ chưa? Ok, Kiều Mai Lý có địa chỉ rồi nha. Ok nha mọi người nha. Rồi, chị Nguyễn Diễm cho sắp địa chỉ chị ơi. Chị Nguyễn Diễm cho sắp địa chỉ nha. Bây giờ mình tiếp tục chuyện A35 mọi người ơi. Đó, A35 quá xinh như thế này. A35 nha, bây giờ mình tiếp tục chuyện A35 nha. Và sắp tới là hàng sẽ còn chỉ có 1-2 bộ thôi, các chị tranh thủ đặt nha. Đó, bây giờ là hàng. Các chị và các bạn ơi, comment cho em mã A35 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để các chị chốt một chiếc áo chỉ vai và một cái chân vải tầng như em đang mặc nha. Và nguyên combo này mình chỉ có giá 99.000, mà nhớ chốt hai combo bất kỳ được giá 99.000 nha mọi người ơi. Chốt hai combo bất kỳ nha. Nguyên một combo này chỉ có giá 99.000 thôi mọi người nha. Combo bao gồm áo sơ mi chỉ vai và một chân vải tầng nha. Nguyên một combo bao gồm áo sơ mi chỉ vai và chân vải tầng mọi người nha. Rồi A34, A35 giúp sắp mọi người nha. Đây là mã A35 nha, quá xuất sắc nha, bộ này dễ thương quá. Rồi nhanh tay A35 và sắp sẽ qua mẫu rất là nhanh, nên các chị các bạn nào muốn đặt thì tranh thủ đặt liền nha. 99.000 một bộ nha, khi chọn hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Chúc cho Nguyễn Nghĩa A35, ok Nguyễn Nghĩa mình có địa chỉ rồi nha. Chúc cho Minh Quốc A35, đây là mã thứ ba của mình rồi nha Minh Quốc nha. Áo trắng Nguyễn Diễm, ok chúc cho chị Nguyễn Diễm có địa chỉ chưa? Chị Nguyễn Diễm ơi, cho em địa chỉ luôn chị ơi. Nhớ là cho em địa chỉ chị Nguyễn Diễm ơi. Mọi người comment giúp sắp mã kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho đội thì Khánh Vy mà
A35. Comment địa chỉ luôn giúp shop nha mọi người nha. Khánh Vy ơi comment địa chỉ luôn giúp shop nha. Chị Nguyễn Diễm ơi comment địa chỉ luôn giúp em nha. Các chị và các bạn đặt hàng hãy comment ngay cú pháp A35 kèm xuống thoại kèm địa chỉ nha. Nhanh tay comment nha mọi người nha. Và bây giờ mình sẽ đến với mình xác chuyển mã rồi. Dạ ok chị Nguyễn Diễm, em biết rồi, chị là A34, A35 nha. Chị comment địa chỉ giúp em với nha. Rồi nhanh tay nha mọi người nha. Nhanh tay đặt mã này quá xuất sắc nha. A34 và A35. Không được bao nhiêu ký biết vườn. À thì em nói rồi, chị và dưới 55 ơi, bên em là cứ dưới 55 mình vừa nha. Dưới 55 là mình vừa nha. Các chị và các bạn cứ ra bộ nào các chị và các bạn là nghĩ là dưới 55 mình vừa nha. Tại vì cái tất cả các size bên em đều là free size và dưới 55 hết mọi người nha. Đúng rồi. Còn bộ... cái bộ nào đặc biệt em sẽ báo. Đúng rồi, tất cả đây là dưới 55 nha. Chắc là chị Ruby Đỗ mới vào xem livestream của shop nên chị chưa biết số ký. Xin lỗi chị vì em chưa báo nha. Tức là bộ nào cũng dưới 55kg là vừa nha chị nha. Hai bộ là mỗi bộ 99.000 nha, Lù Thu Hoàng nha. Mọi người đừng hiểu lầm là hai bộ tổng là 99.000 không phải nha. Nếu mình một mình mua một bộ thì giá là 129.000. Còn mình đặt từ bộ thứ hai trở lên thì giá sẽ là 99.000 mỗi bộ mọi người nha. Đặt bộ thứ hai trở lên giá là 99.000 mỗi bộ nha. Rồi A35 nhanh tay giúp shop nha. Nhanh tay comment A35 giúp shop nha. Đây là A35 nha. Rồi còn ai muốn đặt A35 nữa thì comment giúp shop nha. Bây giờ mình chuyển mẫu A36 ngay và liền đây. A36 nha. 43kg vô tư vừa nha Trần Nhi nha. Chị nào bạn nào mới đặt một bộ thì cố gắng chọn thêm một bộ nữa nha. Nhanh tay comment giúp shop A35. Bây giờ 10 giây cuối cùng để chuyển A36 nha. 43kg mình vừa nha các chị và các bạn ơi. Mình đã nói là dưới 55kg mình ba vừa rồi ạ. Và em sẽ không nhắc lại cái vấn đề ký nữa mọi người nha. Tại vì đứng ngoài chồng dưới 55kg là vừa nên 43 thì đương nhiên là vừa nha mọi người. Bây giờ bộ này quá dễ thương nè. Bộ này có một bộ này có ba bộ thôi nha mọi người nha. Bộ này là A36 mọi người nha. A36 nha. A36 đúng không em? Rồi A36 là một chiếc váy chiếc đầm nha mọi người. Trời bộ này đẹp quá. Chiếc đầm mà nó có cái phần váy vẫn yếm sau ở ngoài như thế này rất là gọi là trời ơi nó rất là đặc biệt, rất là độc lạ luôn. Quá xuất sắc cho bộ như thế này cũng 99.000. Nhanh tay comment giúp shop là A36 mọi người nha. A36 giúp shop nha. Một chiếc đầm mà nó có cái yếm ở ngoài luôn, quá xuất sắc nha. Ok, cảm ơn Lù Thu Hằng nha. A36 kèm số điện thoại giúp shop nha. Đó mình đứng mình xè. Cái hay của cái này là phối hợp giữa một chiếc đầm và một chiếc yếm như thế này. Nhanh tay comment A36 cho chị một tên nha. A36 nha. Nhanh tay comment A36. Ok, em chúc cho chị Thu Trương A36 nha. Chúc cho chị Harry Vân A36 comment địa chỉ giúp shop nha. Chị Thu Trương, em có địa chỉ của mình nha. Rồi chúc cho ai nữa đây, Amenu A36 nhanh tay comment A36 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. A36 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi nhanh tay comment nha. Thấy mặc cái bộ này nè. À mặc ở trong cũng đúng không? Thay luôn khỏi luôn. Nè hơn nè. Đứng thay luôn đi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục chuyển qua A37 nha. Mọi người đợi một tí sẽ qua A37 trong ít giây nữa nha. Nói chung hàng sẽ lên rất là nhanh. Đây là livestream cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Các chị và các bạn tranh thủ đặt hàng nha. À, shop là đồ Uzan chứ gì Lù Thu Hằng ơi. Shop là chuyên bán đồ Uzan nha. Chuyên trị các loại đồ Uzan nha mọi người. Tranh thủ đặt hàng nha. Săn lên bà ơi. Nè. Có sơ mi kẻ cái tay ngắn không chị? Sơ mi bộ này sơ mi kẻ tay ngắn. Lúc nãy shop có lên một bộ sơ mi kẻ tay ngắn rồi Kim Dung nha. Nói chung là hàng lên bộ nào thì sẽ hết qua bộ nào là hết hàng nên mọi người tranh thủ đặt nha. Dạ chúc cho chị Hạnh Sushi A37. Ba này 37. Đây là 37. Ủa 37 chưa lên mà chị Sushi. Chị Hạnh Sushi ơi, đây là 36 chị nha. A36 nha, 37 em chưa lên nha. Ok Lê Hương rồi mình thấy đi chị. Ok Hạnh Sushi rồi em hết A36 luôn nha. Hết A36 nha, mọi người tranh thủ đặt hàng đặt thật nhanh nha. Mặc cái bộ này với lại cái quần đùi đó. Cái quần đùi ngắn nè. Phải chắc mặt có quần đùi ngắn không? Chắc không đứng ngoài. Có một bộ quần đùi mà. Rồi mọi người chờ một xíu nha, shop sẽ lên tiếp tục hàng. Bây giờ sẽ bắt đầu lên sale cực kỳ nhanh nè mọi người ơi. Bây giờ sẽ lên sale cực kỳ nhanh, mỗi bộ sẽ rất là nhanh nha. Mọi người tranh thủ đặt hàng nha. 42kg vô tư vừa nha. Bây giờ shop sẽ lên hàng sale cực kỳ nhanh nha. Tại vì mỗi bộ sale rất là sao, hàng mới về nhưng mà chỉ cần mỗi bộ chỉ còn 1 đến 2 mẫu thôi. Mỗi mẫu chỉ còn 1 2 bộ thôi nên là chúng ta nhanh tay thì còn nha. Chậm thì hết nha. Rồi bây giờ đây là A37 nha mọi người nha. Đây là A37 nha, quá xuất sắc nha. Rồi váy đỏ và áo có cái hình
cái hình hoa nhí như thế này rất là xuất sắc luôn. Rồi nhanh tay cầm mang giúp shop A37 dưới 55kg vô tư đặt nha. 40 đến dưới 55kg là vô tư đặt nha. Đó, 40 đến 54kg là vô tư đặt nha. Là đảm bảo vừa mọi người nha. Rồi A37 giúp shop nha. A37 nha. Và đây là tiếp tục sẽ là lên các cái chương trình là mỗi mẫu chỉ có 1 đến 3 bộ thôi. Tranh thủ đặt hàng shop sẽ bán cho chị nào bạn nào nhanh tay thôi nha. Lấy mấy bộ bạn ơi? Dạ phải. À lấy mình bộ bạn ơi. Dạ mình comment đúng mã nha. Sắp chúc cho chị nào bạn nào nhanh tay và comment đúng mã nha. Sắp chúc cho ai? Phải kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha mọi người. A37 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha mọi người ơi. Dạ chúc chị Thúy Kiều ơi cho em địa chỉ à. Chị Thúy Kiều cho em địa chỉ nha. Rồi Kim Hương Nguyễn cho em địa chỉ nha. Rồi chúc cho đèn led giá xưởng nhanh tay mọi người ơi, sắp chỉ còn 2 bộ cuối cùng nha, nhanh tay nha mọi người nha. Có set bánh bèo không? Bánh bèo tí em xem nha. Rồi, chúc cho chị Thúy Kiều comment địa chỉ giúp em nha. Chúc cho đèn led giá xưởng comment địa chỉ giúp em nha. Chúc cho Kiên Hưu Nguyễn comment địa chỉ giúp em nha. Mọi người đặt hàng nhớ comment mã kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bây giờ sắp sẽ qua mẫu liên tục luôn. A37 sắp qua nha. Mỗi mẫu chỉ có 1 phút thôi nha. Mỗi mẫu sắp chỉ sale trong 1 phút và sắp chỉ có từ 1 đến 3 bộ thôi tại vì đây là hàng còn số lượng rất là ít nha. A37 nha, chúc cho Ni Ben nha. Ok, chúc cho Ni Ben ơi, cho mình địa chỉ và số điện thoại ạ. Cho mình địa chỉ và số điện thoại. Rồi, cho mình địa chỉ số điện thoại nha. Vì sắp hết hàng rồi nha. Hết hàng nha, hết rất là nhanh. Mọi người phải đặt nhanh thì sắp mới còn nha. Bây giờ là A38, bạn nào nhanh tay thì sắp sẽ chốt nha. Tại vì hàng còn rất là ít, rất là hiếm mọi người ơi. Hàng này còn rất là hiếm. Còn bao nhiêu sắp sale bấy nhiêu nha mọi người nha. Đây là A38 nha, có xếp đẹp vai không? À, sắp nói chung là đây là hàng bây giờ sắp sẽ bắt đầu lên hàng sale đây, mỗi bộ còn 1 đến 3 bộ nên là các chị các bạn nào đặt hàng càng nhanh thì còn hàng nha, còn bộ nào sắp sau bộ đó nha mọi người nha. A38 đây là A38 đúng không? Ok, đây là mã A38 nha. Rồi chúc cho Hạnh Sushi hết hàng mọi người nha. Rồi hết hàng nha mọi người, phải đặt nhanh nha mọi người, phải đặt nhanh nha, không là hết hàng nha. Tại vì sắp còn mỗi bộ chỉ còn một đến mỗi mẫu còn 1 đến 3 bộ thôi, các chị đặt không nhanh là sẽ qua là hết hàng nha các chị nha. Chị giặt luôn. Rồi bây giờ mình chuyển qua mẫu tiếp theo. Chị bạn nào đặt hàng mới cho địa chỉ sắp mới chốt nha. Và mỗi mẫu chỉ có 1 đến 3 bộ, chị nào nhanh tay mới được nha. Tại vì đây là hàng còn số lượng rất là ít nên là em sẽ sale luôn. Rồi mọi người nhanh tay đặt nha. Nhớ là 99.000 một bộ. Còn nếu mình đặt 129.000 một bộ. Còn nếu mình đặt được 2 bộ trở lên thì giá là 99.000 một bộ mọi người nha. 2 bộ trở lên thì giá là 99.000 một bộ nha. Bộ này đẹp quá. Rồi các chị và các bạn ơi, mã mấy gì? A39 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha các chị và các bạn ơi. Rồi ok, đi ban mình thấy địa chỉ của bạn rồi. À đi ban ơi, cho địa chỉ cụ thể nha đi ban ơi. Mình không chốt địa chỉ chung vậy được các chị và các bạn nha. 129.000 khi mua một bộ các chị nha. Còn kết thúc like còn nếu mình chọn 2 bộ trở lên, chọn được 2 bộ trở lên thì giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Dạ ok, một bộ thì giá là 129.000, còn hai bộ trở lên giá sẽ là 99.000. Đây là hàng em sale cực kỳ sắp luôn, tại vì em chỉ còn mỗi mẫu em còn một bộ, hai bộ, ba bộ thôi nha. Chúc cho chị Nguyễn Diễm A39 rồi em hết hàng luôn nha. A39 hết hàng luôn nha. Bây giờ mình lên mẫu khác nha, hàng lên rất là nhanh mọi người nha. Nguyễn Diễm ơi, đi ban cho mình địa chỉ cụ thể nha. Bình Dương thì mình không có ship được á các chị. Nhớ là một bộ là 129.000, còn chọn hai bộ trở lên giá sẽ là 99.000 mỗi bộ các chị nha. Rồi bây giờ chuyển qua Ni Ben ơi, comment địa chỉ giúp shop là số nhà máy đường nào luôn nha. Em có thể đi số nhà máy đường nào luôn giúp shop nha. Rồi bộ này quá xuất sắc, cái này quần jean luôn mọi người, sale luôn. Đó, cứ 2 bộ trở lên mọi người, chốt được 2 bộ trở lên giá là 99.000 một bộ nha. Còn nếu chỉ chọn được một bộ giá sẽ là 129.000 nha. Rồi mã này xem chưa? Mã này là A40 mọi người nha. Mẫu này là A40 nha, quá xuất sắc luôn. Cái này là còn một bộ thôi nên là sale luôn. A40 comment ngay giúp shop A40 nha. A40 giúp shop nha. Và shop chị bán cho chị nào bạn nào nhanh tay nha. A40 là bộ này nha. Đó, rồi thử xong rồi đó. Đó, gồm chiếc quần jean nha. Quần jean này nha, quần jean. Cái này là dưới 50kg vô tư mặt nha. Cái quần này là cái form rộng có thêm tặng dây nịt luôn nha. Rồi A40 nha, A40 giúp shop nha. A40 giúp shop nha. Rồi chúc cho chị Ngọc Huyền ok nha. Rồi chúc cho chị A40 nha mọi người ơi. Ai chốt bộ này thì hãy nhanh tay chốt cho em. A40 nha các chị nha. A40 nha các chị nha. Rồi chốt cho chị Anh Đặng A40 nha. Rồi sắp hết hàng nha. Chốt cho chị Anh Đặng A40 nha. Chị Anh Đặng comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Ship Bình Dương. Rồi Thu Vi Mini luôn. Ok.
Ok, Thu Vi Mini nha. Ok, mình còn mình được 2 bộ. Thu Vi Mini ơi, comment địa chỉ số thoại giúp shop luôn nha. Rồi hết hàng mọi người nha. Hàng sẽ qua rất là nhanh nha. Và hết rất là nhanh nên các chị và các bạn nhanh tay mới được nha. Thu Vi Mini ơi, comment số thoại địa chỉ giúp shop nha. Số thoại địa chỉ giúp shop mọi người nha. Thu Vi Mini, comment số thoại địa chỉ shop tiếp theo dành cho các chị và các bạn nào dưới 69 nha. Comment cho em mã là A40 và số điện thoại và điện thoại A41 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nhớ là 41 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Mọi người phải có số điện thoại địa chỉ sao mới chốt được nha. Thu Vi Mini comment số điện thoại địa chỉ nha. Chị anh Đặng ok sắp có địa chỉ của chị rồi nha. Mỗi bộ mỗi mẫu chỉ có 1 đến 3 bộ nên các chị nhanh tay nha. Rồi A41 nha, đây là sắp sẽ sale tất tần tật luôn tại vì mỗi mẫu còn rất là ít nên sắp sale luôn nha. Rồi 129.000 một bộ và mua 2 bộ trở lên giá là 99.000 một bộ nha. A41 kèm số điện thoại nhanh và liền nha. Chúc cho Giang Bùi A41 nha. Rồi chúc cho chị Đắc Long A41 nha. Nhanh tay comment A41 nha, sắp còn một bộ cuối cùng nha, sắp còn một bộ cuối cùng A41 cuối cùng, nhanh tay comment nha. Và giá sẽ là 129.000 khi mua một bộ, nếu mua được 2 bộ trở lên giá là 99.000 một bộ mọi người nha. 99.000 một bộ khi mua 2 bộ trở lên nha. Rồi nhanh tay comment A41. Ok, chúc cho Nguyễn Huyền nữa là A41 là hết hàng nha. Hết A41 mọi người nha. Bây giờ chúng ta chuyển qua A42 nha. Hàng lên cực kỳ nhanh nha. Cho các chị nào mà đặt được trong cái livestream này là cực kỳ lời luôn. Hàng lên rất là nhanh và hết cực kỳ nhanh luôn. Đó. Hết qua lên một van như đi như một cơn gió luôn. Bộ này là A42 nha, quá xuất sắc luôn nha. Cũng 99.000 nha. Nhớ là chọn 2 bộ trở lên nha. Bộ này cũng 99.000, nhớ chọn 2 bộ trở lên nha. Rồi quá xuất sắc luôn. Rồi nhanh tay comment giúp shop là ok Thu Vi Mini, cảm ơn Vi Mini rất là nhiều nha. Nhanh tay comment giúp shop là A42 nha. A42 nha. A42 nha, bộ này quá xuất sắc nha. Rồi nhanh tay A42 để shop giúp cho mình bộ này nha, tại vì hàng sale là còn có 1 đến 3 bộ thôi, rất là ít nên là sắp sale luôn, toàn là hàng này giá gốc là 250 mọi người nha. Tất cả hàng này đều là giá 250 nha. Và sắp chị sale cho bạn nào chị nào nhanh tay nha. Rồi chúc cho chị Nguyễn Diễm luôn nha. Mọi người ơi, sale là mình không hủy nha. Đặt bộ nào chút chắc chắn bộ đó nha. Rồi chúc cho chị Nguyễn Diễm hết hàng mọi người nha. Rồi hết hàng luôn nha. Bây giờ sắp sẽ lên bộ mới nha. Toàn là hàng đẹp thôi mà. Trời ơi, mà còn có 1 đến 2-3 bộ thôi nên là sắp sale luôn nha. Rồi A42 chúc cho chị Nguyễn Diễm nha. Bây giờ mình sẽ chuyển mẫu nữa mọi người ơi. Chuyển mẫu nha. Hàng lên cực kỳ nhanh, các chị các bạn tranh thủ nhanh tay nha. Nhớ chuyển mẫu lên sau lát mà còn giờ lại mệt mỏi. Ok, bây giờ mình chuyển qua hết 342 rồi nha. Bây giờ mình chuyển qua 43 đây mọi người ơi. Chuyển qua 43 quá xuất sắc luôn. 43 đây là một cái yếm và một cái áo nha. Yếm và áo nha. Trời ơi, hàng siêu xuất sắc. Rồi mọi người thấy chưa? A43. Các chị và các bạn ơi, A43 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu có các chị và các bạn nhớ nha. Dưới 55 kỷ mình vô tư đặt các chị và các bạn nha. Dưới 55 kỷ mình sẽ vô tư đặt nha. Rồi em chốt cho chị Nguyễn Diễm A43. Rồi. Rồi chốt cho Hạnh Sushi A43 nữa hả? Đi bên A43 nữa. Thôi mình chốt cho Hạnh Sushi nha. Chị Nguyễn Diễm nhé. Đi bên. Thôi để em chốt cho đi bên nha. Chị chốt cho đi bên nha. Đi bên nãy giờ có được một bộ à. Đi bên ơi, inbox cho chị địa chỉ liền nha. Đi bên ơi, inbox cho chị địa chỉ liền để chị giữ hàng nha. Rồi nha mọi người ơi, tiếp tục nha. Mẫu nhiêu vậy? A44 nha mọi người nha. A44 nha. Ai chọn bốn này thì hãy comment cho em là A44 nha mọi người nha. A44 nha. Một chiếc áo môi nha mọi người nha. Một chiếc áo môi đứng cùng cái gì này là ba kim sa nha mọi người nha. Đứng kim sa rất là đẹp luôn, phù hợp với lại một cái chân váy 2 tầng nha mọi người nha. Ai thích món này comment cho em nhanh nha mọi người nha. Comment nhanh, chỉ còn một thế thì rất thôi. Comment nhanh cho em là A44 nha mọi người nha. Bảo Trân ơi, mình trễ rồi nha. Sắp chốt rất là nhanh, mọi người comment giúp sắp là số thoại địa chỉ luôn nha. Chúc cho Yến Nguyễn nha. Yến Nguyễn comment số thoại địa chỉ giúp sắp nha. Rồi chúc cho Yến Nguyễn hết hàng mọi người ơi. Mỗi bộ còn rất là ít nha. Yến Nguyễn comment số thoại địa chỉ nha. Không có số thoại địa chỉ sắp không chốt được mọi người nha. Phải có số thoại địa chỉ nha. Mọi người ơi, chị Cam Giang Nguyễn ơi, đi bên đây mình chọn một khác nha. Hàng sẽ lên rất là nhanh và hết hàng cực kỳ nhanh, tại vì sắp đang sale còn có 1 đến 3 bộ thôi. Mỗi mẫu còn có 1-2-3 bộ thôi. Tranh thủ đặt hàng nha, em không có nhiều hàng để chốt. Yến Nguyễn comment số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Chị nào đặt được bộ nào comment liền số điện thoại địa chỉ giúp em nha. Không á là sắp không có chốt, sắp nhường cho chị khác nha.
Rồi hàng sale còn rất là ít các chị ơi, nhanh tay đặt hàng nha các chị ơi. Và bây giờ mình chuyển qua A40, A45 nha. Rồi các chị đợi một tí nha. Và nhớ là comment nhanh nhất xong chút cho mình. Chị Nguyễn Diễm ơi, chờ một chạy để chị biết sao không? Theo cái máy chủ nha mọi người ơi. Sắp sẽ dựa theo máy chủ, chị nào nhanh nhất thì sắp sẽ chốt cho mình nha. Sắp sẽ chốt cho mình nên các chị thông cảm nha. Nếu mà sắp chưa có chốt thì các chị thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ chốt bộ này nha, bộ này quá xuất sắc nha. Bộ này là A45 các chị nha. Bộ này là A45, bộ này đẹp quá. Đó, mỗi mẫu chỉ còn 1 đến 3 bộ thôi nên là sắp sale luôn nha. Nhanh tranh thủ đặt hàng nha. Cứ một bộ là 129.000, chọn được từ 2 bộ trở lên là 99.000 một bộ nha. Rồi A45 giúp shop nha. A45 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người nha. A45 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment cho shop là A45 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt nhanh tay. Ok Thu Hằng, chốt cho chị Thu Hằng một bộ. Rồi bây giờ còn một bộ nữa mọi người. Còn một bộ nữa các chị và các bạn nhanh tay chốt nha. Ok, ủa, đi bên đây xuống, chị thấy địa chỉ em rồi nhưng mà chưa có rõ ràng á, địa chỉ mình cho lại nha. Địa chỉ mình là coi em chốt địa chỉ là Bình Dương. Em chỉ ghi Bình Dương thôi á. Anh đã không rõ ràng nha. Em cho cơ hội địa chỉ rõ ràng cho chị nha. Cho địa chỉ rõ ràng cho chị nha. Tức là địa chỉ là mình ghi là ví dụ số nhà máy tên gì nha. Rồi A45 nha mọi người nha. Mọi người đừng có hờn sắp nha, tại vì sắp dựa máy chủ nha. Chị nào nhanh nhất thì được thôi. Rồi chúc chị Ngọc Nguyễn luôn nha. Ngọc Nguyễn A45 rồi, sắp hết A45 nha. Bây giờ mình chuyển qua A46 nha. Đó, hàng sẽ lên rất là nhanh nha các chị nha. Rồi chị Ngọc Nguyễn, ok chị Ngọc Nguyễn cho sắp địa chỉ luôn nha chị nha. Rồi bộ này maxi quá đẹp. Cái maxi đây mọi người ơi, sale 99.000 mỗi mẫu như thế này quá sốc nha. 99.000 mỗi mẫu nha, nhớ 2 mẫu trở lên nha, 99.000 mỗi mẫu nha. Rồi bây giờ là A45 nha. Ơi 46 nha, đây là maxi 2 dây nha. Mùa hè này mặc quá mát. Và cái vải này rất là đẹp các chị nha. Cái vải này là vải mềm, vải won mềm á. Có 2 lớp luôn nha. Vải này rất là đẹp nha. Rồi nhanh tay comment giúp shop là A46 nha. Bộ này là dưới 55kg là thoải mái mặc. Nói chung là chị nào cũng dưới 55kg thì cứ vô tư đặt hàng bên shop nha. Em làm công ty chị ạ. Ở Niban thì em cứ ghi tên công ty của em với lại cái tên đường là được nha. Cái đường là được nên em gửi địa chỉ công ty. Ờ chị biết rồi nhưng mà nãy em chưa ghi công ty gì cả. Hồi nãy em gửi số điện thoại rồi nha chế. Ok Lê Hân nha. Rồi nhanh tay comment là A46 giúp shop nha. Rồi chúc cho Hương Lê Quỳnh. Ok chị Hương Lê Quỳnh nha. Chị Hương Lê Quỳnh nhớ là mình cố gắng chọn 2 bộ đi. 2 bộ bất kỳ sẽ được giá 99.000 mỗi bộ nha. Và hàng lên rất là nhanh nha. Tại vì hàng còn quá ít nên các chị thông cảm nha. Ví dụ mình không có chốt được thì mình thông cảm giúp shop nha. Rồi chuẩn bị chuyển mẫu nha các chị nha. Hả? Em đổi cái wifi đi. Mọi người ơi, ai chốt bộ này thì mọi người hãy nhanh tay chốt cho em 46 nha mọi hết người. Hết rồi, hết rồi em, hết rồi. Rồi hết hàng rồi mọi người nha. Rồi bây giờ mình chuyển qua mã tiếp theo nha. Mã này là mã A47 nha mọi người ơi. Mã A47 rất là xinh nha. Một chiếc áo kiểu như vậy, một cái chân váy như vậy, một cái chân váy xòe như vậy, rất là xinh nha mọi người ơi. Và nguyên một set này chỉ có giá là 99.000, từ 250.000 còn 99.000. Nhớ là mua 2 set bất kỳ để được giá 99.000, còn một set là 129.000 nha mọi người ơi. Comment cho em mã A47 kèm số điện thoại nha. Chị Diễm Thi ơi, chị Diễm Thi lấy A46 thì Diễm Thiêu lấy A46 thì cho em địa chỉ và số điện thoại à. Em Diễm Thi này có phải là Diễm Thi bữa đặt một cái Diễm Thi ơi, hôm bữa là mình có đặt một cái mà mình một bộ nhưng mà sắp gọi điện không nghe máy đúng không? Hay là không tắt máy gì đó. Hay Diễm Thi này không ta? Diễm Thi ơi, có phải là mình đã từng đặt bên shop không ta? Mình có đặt bên shop bao giờ chưa? Ừ, tại vì những bạn nào chị nào mà đặt hàng rồi mà không, tức là hủy dạng như bom hàng á, hoặc hủy hàng á thì shop sẽ không bán nữa mọi người nha. Mọi người thông cảm giúp shop nha. Nên là ai đặt rồi á, ai đặt thì chắc chắn đặt giúp shop nha. Rồi chốt chị Lê Tường Vy à, cho em địa chỉ và số điện thoại à. Ok Lê Tường Vy nha, rồi bộ này hết luôn nha. Ok Lê Tường Vy nha, chốt cho Lê Tường Vy. Lê Tường Vy khách quen luôn. Cầm máy số điện thoại, địa chỉ là giúp shop nha. Đó, hàng sẽ lên cực kỳ nhanh đây, hàng đẹp lắm. Ơi rất là dễ thương. Mọi người chờ một tí nha, sắp sẽ lên rất là nhanh. Bỏ vô đóng thùng vô, đóng thùng vô. Còn 2 bộ nữa bà ơi. Mọi người ơi tranh thủ nha, bộ hàng sale chỉ còn có 3 bộ nữa thôi. 3 bộ cuối cùng nha.
mua em 46 còn không ạ? Diễm Thi ơi, mình comment lại xuống và địa chỉ giúp shop nha. Nếu mà mình đúng là khách khách mới bên shop thì ok, shop sẽ ưu tiên cho mình nha. Diễm Thi comment xuống và địa chỉ giúp shop nha. Diễm Thi comment xuống và địa chỉ giúp shop nha. Tại vì shop cứ ngờ ngờ, quan trọng là mình đặt hàng mình đừng có hủy hàng giúp shop là được nha mọi người nha. Diễm Thi comment xuống và địa chỉ giúp shop nha. Ok, ok, cảm ơn Niben nha, rất là rõ ràng. Rồi bộ này quá dễ thương nha. Nhớ là 99.000 một bộ nha, được sale 99.000 một bộ. Tranh thủ comment giúp shop là A48 các chị ơi. Ok ok nha chị. Ok Niben nha. Rồi rõ ràng lắm rồi á. Cảm ơn Niben nha. A48 mọi người nha. Rồi 99.000 nhanh tranh thủ nha. Quá hot quá nhanh. Rồi A48 nha. A48 nha các chị và các bạn nha. A48 nha. Còn 4 cái con thôi. Rồi chúc cho Hương Ngọc Nguyễn, ok chị Hương Ngọc Nguyễn nha. Hương Ngọc Nguyễn đây là bộ thứ hai của mình đúng không? A46 em ơi, qua là không có xem lại nữa em ơi. Tại vì qua là sắp chốt xong rồi, hàng lên đơn cho mọi người rồi ấy. Qua là không có xem lại giúp shop nha. Mình tranh thủ mình đặt cái lúc mà shop đang sâu nha. Em mới được một bộ trong lúc trước đó em chụp màn hình. Ok Như Như nha, nhớ là tranh thủ sau khi livestream kết thúc 15 phút là mình chụp liền nha. Bây giờ mình đến với A49 ở mua mấy? A48. Rồi đây là A48 nha. Rồi hết rồi, hết hàng rồi em. A49 đi em ơi. Rồi bộ hàng, bộ sale cuối cùng A49 nha. Bộ sale cuối cùng nha. Mặc bộ này nữa là không. Bộ sale cuối cùng A49 mọi người nha. Đây mọi người ơi, A49 đây mọi người ơi. Em cởi ra. Một chiếc quần giả. Quần giả váy mọi người nha. Ủa? Quần giả váy hay váy thì là váy. Một chiếc váy mọi người nha. Và đi kèm với đó là một cái áo. Gì? Rồi bộ này là A49 hả? A49 mọi người nha. Ok Diễm Thi nha, comment xuống thoại địa chỉ nha Diễm Thi nha. Comment xuống thoại địa chỉ sắp mới chốt được nha Diễm Thi nha. Rồi A49 nhanh tay mọi người nha. Bộ này xuất sắc quá. Bộ này đẹp. Bộ này cái áo này là không có bán ấy được, không có bán giá này được, nhưng mà còn có một hai cái nên thôi bán luôn. Rồi chốt cho Niben nha. Xanh đen caro màu xám và caro màu xanh. Rồi chốt cho Niben nha, hết hàng mọi người nha. Rồi okay. Chốt cho Niben, mình hết hàng rồi mọi người nha. Mình nhanh tay thì còn chặn tay thì hết mất mọi người ơi. Rồi lên nhà Ấn Độ rồi. Rồi còn một bộ xe cuối cùng là sắp sẽ lên hàng tiếp theo nha. Sắp sẽ tiếp tục lên các cái mã hàng khác nha. Theo trường hợp khẩn cấp quá. Được á, thôi bộ đó được á. Cần mặc cái gì? Quế. Chó kìa bà. Bận gì? Một cái áo trẻ vai mọi người nha, trẻ vai kiểu hỗn hờ mọi người nha. A50 nha mọi người nha, đây là A50 nha mọi người, rất là đẹp. Nó sale rồi má. Một áo trẻ vai mà. Một áo trẻ vai nha mọi người nha, một áo trẻ vai caro đen trắng. Kết hợp với lại một chân váy công chúa nha mọi người nha. Chân váy công chúa nha mọi người, rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Chân váy ren nha mọi người, rất là đẹp luôn. Này là mã 50 nha mọi người nha, A50 nha. Ai thích mẫu này hãy comment cho em là A50. Đúng rồi, bỏ cái chiếc váy xuống mà. Rồi A50 nha. Bây giờ đây là bây giờ sắp tiếp tục lên còn 5 mã hàng nữa thôi. Các chị các bạn tranh thủ đặt nha. A50 nha. Mọi người đặt đúng mã cho shop nha. A50 nha. Hello Phương Shop nha. Hello Thu Vinh Mini. Rồi, chị nào chưa chọn được bộ thứ hai tranh thủ chọn nha. Chị nào chưa chọn được bộ thứ hai tranh thủ chọn nha. A50 là mã của bộ này nha. Rồi, hôm nay các chị thức quá khuya đúng không? Thức khuya quá ha. Để ngồi canh like cùng shop. Rồi chúc cho Hạnh Sushi A50. A50 đúng không Hạnh Sushi? Rồi chúc cho Hạnh Sushi tìm A50 luôn nha. Bộ này đẹp dễ thương lắm. Và bộ này cũng dễ mặc nữa. Rồi mình hết hàng A50 luôn nha. Mọi người đợi tí nha. Cứ để Thủy đứng đó mọi người ngắm. Chờ Hân ra đã, chờ Hân thay đồ đã. Rồi sắp chỉ còn bao nhiêu mã hàng nữa thôi. 6 mã hàng cuối cùng hôm nay nha. Các chị nào chưa đặt được một bộ á. Ok ok, đúng rồi A50 sắp biết rồi Hạnh Sushi ơi.
đặt một bộ là 129.000 nha, còn hai bộ trở lên giá sẽ là 99.000 nha Diễm Thi nha. Diễm Thi cố gắng chọn thêm một bộ nữa. Diễm Thi chưa có số điện thoại địa chỉ hả bé? Diễm Thi ơi, comment số điện thoại địa chỉ nha Diễm Thi nha. Phải có số điện thoại địa chỉ thì mình sắp mới chốt được nha. Rồi A50 ok, hàng sushi nha, A50 sắp hết rồi nha. Để chờ một tí thì sắp sẽ lên hàng hạt mã hàng mới cho mọi người nha. Các chị và các bạn chúc
chúng cùng xem cái mã A53 này các chị và các bạn nha. Mã A53 bao gồm một chiếc áo sơ mi hồng rất là xinh, hồng tầm rất là xinh, và đi kèm với đó là một chiếc quần nịt rất là đẹp các chị và nha. Quần sọc nịt vải rất là đẹp luôn nha. Nguyên combo này chỉ có giá 99.000 dành cho các chị và các bạn nào mua hai combo bất kỳ trong line, mỗi combo sẽ có giá 99.000 nha. Còn nếu một combo thôi thì 129.000. Chốt cho em mã A53 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. A53 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình nhanh tay nha. Rồi hạnh sushi, hạnh sushi. Chốt mã A53 ok hạnh sushi nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt A53 thì mình tiếp tục nha. Chị Yến Nguyễn cũng chốt A53. Em chốt chị A53 cho chị Yến Nguyễn ạ. Rồi các chị và các bạn nào chốt mình cứ tiếp tục chốt ạ. Ủa kết nối bị gì á chị? Dùng wifi mà. Rồi các chị và các bạn, các chị và các bạn tiếp tục chốt mã A53 kèm số điện thoại kèm địa chỉ, tranh thủ trong lớp qua. Và hai mẫu cuối cùng sắp được lên các chị ơi, hai siêu phẩm cuối cùng sắp được lên, các chị tranh thủ chọn nha. Chị nào mới chọn hoặc là mình vào trễ mình cứ chọn một bộ, sau livestream mình tắt mình xem là một bộ nữa thì vẫn tính là 99.000 một bộ mọi người nha. Nếu mà mình mới chọn được một bộ, sau livestream mình chọn thêm một bộ nữa thì vẫn được tính nha. Chị bán giá này cho các chị nào đã xem livestream nha. Sau livestream sẽ trở về giá gốc 250 các chị nha. Sau livestream là 250 nên chị nào đặt trong livestream thì tranh thủ chọn được hai bộ đi để được giá 99.000 mỗi bộ nha. Đây là bộ thể thao đây, bộ này hot miết thôi, về miết hot miết thôi, tại vì bộ thể thao này rất là dễ mặc các chị nha. Bộ thể thao này mình mặc được rất là nhiều trường hợp, sau những cái bộ này đi chơi cũng được, còn không thì mình đi tập thể dục cũng rất là thoải mái nha. Rồi sắp chỉ còn hai mã hàng cuối cùng các chị và các bạn tranh thủ đặt nha. Bộ này là A54 các chị nha, 54 A54 giúp sắp nha. Đó, hôm nay lên tới 50+ mã hàng rồi nên là các chị tranh thủ đặt nha. A54 giúp sắp nha, thì sổ combo này 99.000 nha, khi chọn đủ hai combo bất kỳ trong livestream nha, 99.000 nha. Rồi A54 giúp sắp nha. Dạ, chúc các chị linh lạnh lùng A54 nha. Ok, chúc cho Diệp Đông A54, đây là mã hàng thứ 3 của mình rồi nha, Diệp Đông nha, sắp có địa chỉ của mình rồi nha. Nhanh tay A54 nha. Dạ, Minh Cảnh Hoàng ok A54 nha. Rồi A54 thì nhanh tay nha. Sắp lên mã hàng cuối cùng của ngày hôm nay đây, có chờ hơn ra nha. Sắp sẽ lên mã cuối cùng, hai mã cuối cùng của ngày hôm nay, tranh thủ đặt nha các chị nha. Chờ một tí hơn ra nha, là mã cuối cùng luôn rồi. Mọi người đặt nha, A54 và 55 và 99.000 chị Nguyễn Khang nha. Khi chọn được hai bộ bất kỳ là 99.000. Còn nếu mình chỉ lấy một bộ thì là 129.000 nha các chị nha. Nếu chị nào vào trễ mình có thể cứ đặt đi, sau livestream mình xem lại, mình chọn thêm một bộ nữa thì vẫn tính là 99.000 mỗi bộ các chị nha. Rồi ok, Thúy Vy Mini nãy giờ mình chọn được một bộ thôi đúng không? Rồi, chờ một tí thì bộ cuối cùng sẽ được ra nha, hai bộ cuối cùng trong line này nha mọi người nha. A54 là mã của bộ này nha. Bộ này là phong cách xẻ quá dễ thương như thế này thì nói chung là mặc như thế này thì vô cùng là thoải mái, mình mặc ở nhà được luôn, thậm chí mình mặc đi chơi rồi quá tuyệt vời, mình mặc đi tập thể dục cũng được, cái bộ này là rất là ứng dụng luôn nha. Dạ, chúc cho chị Hoàng Nana, ok chị Hoàng Nana nha. A50, dạ ok em chúc cho chị A50 nha, chị Hoàng Nana nha. Nói chung mình cứ comment đầy đủ số điện thoại thông tin là em sẽ chốt hàng nha. Rồi cứ comment đầy đủ là em sẽ không có bị sót đơn rồi. Mã cuối cùng sẽ được lên cho mọi người nha, tranh thủ đặt hàng giúp em nha. Mã cuối cùng sẽ được lên cho mọi người nha. A55 55 đúng không? A54 là của Thủy. Dạ còn chị ơi, nhanh tay đặt đây với hai bộ cuối cùng rồi. Chị Trần Phương Linh đây comment A54 giúp em luôn nha. Hai bộ cuối cùng các chị ơi. A54 của Thủy, trắng đen của Thủy. A55 là của Hân đây. Đó, Thủy đứng qua đây xíu. A54 là của Thủy nha các chị nha, còn A55 là của Hân nha. Dạ còn chị Phương Linh nha, em đang vẫn còn đứng, tức là vẫn còn hàng nha, còn đứng ở trong màn hình để cho mọi người đặt thì vẫn còn nha. Em vẫn còn đang đứng đầu thì vẫn còn. Rồi chị Trần Phương Linh comment giúp shop là A54 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mọi người cứ comment đầy đủ thông tin như vậy thì shop sẽ chốt hàng cho mình nha. Rồi hai mã cuối cùng A54 và A55, tranh thủ đặt hàng, và chị nào chưa chọn được bộ thứ hai thì chọn giúp em nha. Rồi chúc cho Thu Vi Mini A54 ok em cảm ơn nha, đây là bộ thứ hai của mình nha. Rồi nhanh tay A54 và A55 giúp sắp nha. A55 là bộ của Hân các chị và các bạn nha, nguyên một set rất là xinh luôn nha, một set áo trẻ vai xanh và đi kèm với đó là một cái chân váy đan dây nha. A55 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chúc set của em ạ. Miền Bắc là từ 30 tới 35 mọi người nha.
em có thông tin ở live trước rồi đó chị. Ok, Như chọn bộ nào? Như lấy bộ nào em ơi? Như lấy bộ nào? Là, mọi người tranh thủ chọn nha, sắp kết thúc live rồi. Đây là hai mã cuối cùng của live stream này. Ai lấy A54 và A55 nữa thì comment giúp Sáp nha. Ship miền Bắc 30 hoặc 35 ngàn thôi mọi người ơi. Ship chỉ có 30 hoặc 35 ngàn, tỉnh nào cũng vậy, miền Nam, miền Bắc đều giá như nhau nha. Dạ chúc cái Trinh A54 nha, lấy áo ra xem. Lấy áo chị vào xem luôn. Rồi A54 là mã của Thủy nha. A55 là mã của Hân, là áo xanh của Hân nha. Còn A54 là cái bộ thể thao này nha. Rồi ok Như nha. Rồi Trinh ok sắp chốt rồi nha. Rồi bộ của Hân đây rất là dễ thương nha. A55 là mã của Hân nha. Nhắn tay đặt hàng nha mọi người nha. Và sắp tắt like trong 2 phút nữa thôi nha. Còn 2 phút nữa để mình đặt hàng. Và sau livestream thì mỗi bộ sẽ trở về với giá 250.000 nha. Sau livestream mỗi bộ sẽ có giá là 250.000 nha. Và sắp chỉ bán trong livestream với giá 99.000 khi chọn từ bộ thứ hai trở lên. Dạ chốt cho chị Trần Phương Linh mã A55 ok nha. Nhớ là một bộ là 129.000. Sau livestream mình chọn được 2 bộ trở lên, giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Rồi, nhanh tay mọi người ơi, còn 1 phút nữa để đặt hàng nha. A54 là trắng đen của Thủy, A55 là xanh nâu của Hân nha. A55 ok, chồng Linh lên cho địa chỉ cho mình địa chỉ nha. Chúc em cho chị, chúc Như. Như chốt gì em? Như ơi, Như chốt gì vậy? Như ơi, bị ẩn comment mất rồi. Như cho A55 hoặc A54 cho mình nha. 54 là mã của Hân, còn A55 là mã của Hân, còn 54 là mã của Thủy nha mọi người. Rồi, Như comment lại cái mã em lấy đi. Chị em nói chốt cho em chưa là sao? Em đặt mã nào em mới comment thì sao mới thấy được nha. Rồi, mọi người ai còn đặt nữa comment giúp Sáp nha. 30 giây nữa để đặt hàng mọi người ơi. Bộ trắng đen quá xinh A54 là mẫu chị Hạnh Sushi ơi, sắp không có free ship nha, tại vì sắp bán quá rất là ưu đãi rồi. Trong livestream là 99.000 khi chọn từ hai bộ trở lên, nhưng mà giá gốc là 250. Đó, mọi người biết là mọi người mua lời cỡ nào không? Mọi người mua trong livestream đáng lẽ 4 bộ của mọi người là gần cả triệu đồng. 4 bộ của mọi người gần cả triệu đồng nhưng mà mọi người mua 4 bộ chưa tới 400.000. Đó, mọi người thấy lời cỡ nào thôi. Đó, nên là mua trong livestream rất là lời, nên các chị đừng có lo cái chuyện ship nha các chị nha. Ship là rất là rẻ, chỉ có 30-35.000 rồi. Ok, Trần Phương Linh sắp thấy địa chỉ của mình rồi nha. Rồi, 10 giây cuối cùng nha. Trời ông là gì vậy bà? Rồi, mọi người ơi, chị Như ơi, chị chốt cái bộ nào vậy chị Như ơi? Chị ấn comment thì chị có thể comment thêm nhiều chữ cho em nha, để cho đội ấn comment nha. Ok, xong chưa mọi người ơi? Còn ai hỏi gì hay còn muốn nhắn nhủ gì với shop nữa thì comment nha. Và nhớ là chị nào mà mới vào sau á, mình mới chọn một bộ thì sau livestream có thể xem lại rồi chọn một bộ nữa vẫn được nha. Các chị và các bạn nha. Xong chưa? Còn mã nào không ạ? Sắp hết rồi, chồng Phương Linh lên. Sắp hết mã rồi. Phương Linh có thể mới một bộ thì có thể xem lại like nha. Hai cái like là hết tới 50 mã, mọi người thấy không? 50 mã hàng là rất là nhiều á, nên là mọi người có thể xem lại nha. Áo xanh đó chị. Ok, Như chúc cho Như combo áo xanh nha. Chúc cho Như combo áo xanh. Em comment nãy giờ chị không thấy, xin lỗi Như nha. Nãy giờ không thấy comment của em luôn á. Rồi chúc cho Như combo áo xanh nha. Ok, mình có địa chỉ ở live trước rồi đúng không? Rồi còn ai lấy gì nữa không? Hai còn muốn nhắn nhủ gì với shop thì comment nha. Shop chuẩn bị tắt like trong 20 giây cuối cùng mọi người nha. Shop chuẩn bị tắt like nha. Còn chị nào bạn nào muốn nhắn nhủ gì với shop nữa thì comment giúp shop nha. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình tiếp tục chốt, còn nếu không thì em sẽ tắt like ạ. Trong Phương Linh mình cứ xem đi ha, mình chụp lại màn hình mình inbox cho shop hỏi là bộ đó còn không, còn thì shop sẽ chốt cho mình nha. Cứ shop sẽ ưu tiên để chốt cho mình đủ 2 bộ bất kỳ để được giá 99.000 mỗi bộ nha Phương Linh nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả các chị và các bạn rất là nhiều đã tham gia livestream rất là nhiệt tình cùng siêu shop nha. Và tạm thời mình sẽ kết thúc livestream tại đây, thì hẹn mọi người vào livestream trong ngày mai nha. Tạm biệt mọi người và nhớ nghe máy của shop để shop làm đơn và gọi cho mọi người nha. Phương Linh ơi, em cứ xem lại livestream, em ưu mẫu nào em chụp lại inbox cho shop nha. Giờ là sắp hết hàng luôn rồi, giờ là sắp hết mẫu. Dạ ok chị Thủy Tiên nha. Chị Thủy Tiên lấy gì vậy chị ơi? Chị không lấy A54 inbox shop ơi. Ok Lý Ngọc Tỷ inbox cho shop, tí shop sẽ trả lời nha. Chị không lấy A54. Chị Thủy Tiên lấy cái gì vậy chị ơi? Chị lấy bộ A54 trắng đen hay là bộ này vậy chị ơi? Chị comment giúp em chị Thủy Tiên nha. Nhớ giúp em là một bộ là chị một... ơi, chị lấy set thể thao hay chị lấy set váy vậy ạ? Comment giúp em với ạ. A54 là set thể thao, A55 là set của em nha. Đúng rồi. Chị Thủy Tiên comment rõ giúp em đang chờ được chị để em tắt like á chị. Chị comment lại chị lấy cái nào nha. Trinh không lấy cái gì. Trinh gạt cạnh 54 đi. Mọi người lưu ý là đừng có hủy hàng hồi giúp em nha. Đúng rồi, các chị đặt hàng mình chắc chắn nha, mình không đừng hủy giúp shop nha các chị nha. Rồi chị Thủy Tiên ơi, chị comment giúp em chị lấy gì để em tắt like với chị ơi.
chị Thủy Tiên ơi. Ủa? Chị không lấy nha em. Là sao chị comment địa chỉ chị vậy? Ủa chị comment địa chỉ làm gì chị? Ok rồi, cảm ơn mọi người nha. Dạ rồi, cảm ơn mọi người nha. Em sẽ tắt loa đây. Rồi tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt mọi người, tạm biệt các chị nha. Tạm biệt các bạn và các chị ạ. Ok, chị Kim nè. Rồi, tắt loa.